Chị Lê xin mến chào quý vị đang theo dõi bản tin tối của tin Người Việt Canada thứ ba ngày 30 tháng 4 thưa quý vị. Và lễ thường kỳ cũng như là tưởng niệm tháng Tư Đen lần thứ 49 tại Toronto City Hall đã được diễn ra. Và thứ Bảy ngày 27 tháng 4 năm 2024, Hội Người Việt Toronto cùng với các hội đoàn đã cùng nhau tổ chức lễ thường kỳ và tưởng niệm 30 tháng 4 rất long trọng. Dù là thời tiết mưa kèm theo gió lạnh nhưng mà trên 500 đồng hương cũng đã có mặt để chứng tỏ mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Một số cựu quân nhân và đồng bào bên Buffalo của Hoa Kỳ cũng đã về tham dự và chương trình bắt đầu vào lúc 10 giờ 30 phút sáng với phần văn nghệ đấu tranh. Đúng 12 giờ, lễ thường kỳ chính thức đã bắt đầu với quốc ca Canada và Việt Nam Cộng Hòa cùng với phút mặc niệm. Sau đó, các quan khách cũng đã cùng với đại diện của Hội Người Việt Toronto đặt vòng hoa tưởng niệm lên Trung Nghĩa Đài. Chương trình được tiếp nối với phần phát biểu, đầu tiên là lời chào mừng của ông Lữ Huỳnh Luận, trưởng ban tổ chức ngày lễ, và tiếp theo là diễn văn của ông Nguyễn Ngọc Duy, chủ tịch Hội Người Việt Toronto. Các quan khách đại diện chính quyền và cộng đồng cũng đã lần lượt lên khán đài để chia sẻ sự ủng hộ cộng đồng Việt Nam và vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Thủ tướng Canada, thưa quý vị, Justin Trudeau cùng với lãnh đạo đảng NDP, thủ hiến của Ontario và một số chính khách khác đã không tới được nhưng đã gửi video hoặc là thư chia sẻ sự ủng hộ mạnh mẽ của mình. Riêng bà thị trưởng Toronto Olivia Joe vì công việc bất ngờ đã xin lỗi báo tin tới trễ vào khoảng sau 1 giờ và cuối cùng không thể tới. Ban tổ chức cũng cảm ơn sự hỗ trợ của tất cả các đồng hương, hội đoàn, ban ngành, mạnh thường quân và rất mong tất cả sẽ cùng tiếp tục đóng góp để xây dựng một cộng đồng người Việt hải ngoại ngày càng vững mạnh hơn. Và thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì tuyết dày, ẩm ướt cũng đã gây mất điện và cây đổ ở Calgary. Và theo Enmax, thì một số cộng đồng ở Calgary đang phải đối mặt với tình trạng mất điện vào sáng thứ Ba 30 tháng 4 do điều kiện thời tiết bất lợi. Calgary và các khu vực lân cận thức dậy với một lớp tuyết dày và ẩm ướt, thưa quý vị. Nhà cung cấp điện Enmax cho biết rằng điều kiện thời tiết bất lợi là nguyên nhân đã gây mất điện ở một số khu vực phía đông nam của Calgary với gần 4.000 khách hàng đã bị ảnh hưởng. Lượng mưa bắt đầu vào tối thứ Hai. Khi có mưa và chuyển thành tuyết khiến cho nhiều cây cối gãy đổ, gãy cành ở một số khu vực lân cận. Và bất chấp những thách thức khi mà phải xúc tuyết dày như vậy thì đa số những người dân ở trên núi lại rất vui mừng vì độ ẩm. Một người ở đây chia sẻ, chúng tôi cần tuyết ở trên núi để có thể lấp đầy các hồ chứa. Điều này sẽ giúp ích cho người nông dân và điều này sẽ làm tan chảy rất nhanh. Nhưng tôi rất vui vì chúng tôi đã có được nó. Nếu không có độ ẩm, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng hạn hán và hỏa hoạn rất nghiêm trọng. Theo Bộ Môi trường và Biến đổi Khí hậu Canada, thì Calgary vẫn đang trong một tình trạng dự báo thời tiết đặc biệt, thưa quý vị. Dự kiến sẽ có tuyết rơi đáng kể ở trong tuần này. Tỉnh bang Alberta cũng đang nhìn thấy phần cuối cùng của một hệ thống áp suất hiện đang bao trùm Saskatchewan và nó được bao bọc hơi ẩm ngược chiều kim đồng hồ và đi vào Alberta. Chúng tôi dự đoán tuyết ướt và gió mạnh sẽ tiếp tục diễn ra trên khắp tỉnh cho đến giữa tuần thứ Năm và dự kiến tuyết sẽ rơi dày nhất ở phía tây của Calgary và có thể sẽ chứng kiến từ 5 đến 10cm vào đêm ngày hôm nay và tiếp tục cho đến thứ Tư, cùng với gió bắc lạnh với tốc độ lên tới 50 km/h. Và các khu vực phía tây của thành phố vẫn nằm trong cảnh báo tuyết rơi và có thể thêm 20 đến 30cm tuyết. Và tuyết mùa xuân thường ẩm hơn tuyết mùa đông vì nhiệt độ ấm hơn ở những vùng cao hơn. Vì điều này khiến cho những bông tuyết tan chảy một phần khi rơi xuống. Và trong một số trường hợp thì giống như những gì mà chúng ta đã nhìn thấy vào sáng ngày hôm nay. Và thưa quý vị, breaking news cho buổi tối ngày hôm nay. Khi mà ngài Speaker đã đuổi ông Bolivar ra khỏi Hạ viện vì những bình luận thiếu thẩm quyền, Speaker Gray Fergus đã đuổi lãnh đạo đảng bảo thủ là ông Bolivar ra khỏi Hạ viện trong phiên chất vấn vào chiều ngày 30 tháng 4. Tất cả các nghị sĩ của đảng bảo thủ đã rời khỏi phòng để phản đối sau khi mà ông Fergus đã cho ông Bolivar nhiều cơ hội để rút lại những bình luận gọi Thủ tướng Justin Trudeau là kẻ lập dị. Ông Bolivar cho biết rằng ông sẽ thay thế từ này bằng từ cấp tiến và sau đó ông sẽ đơn giản rút lại và thay thế ngôn ngữ bằng thuật ngữ là cực đoan. Ông Fergus cho biết rằng nhà lãnh đạo đảng bảo thủ đã coi thường quyền lực của chủ tịch. Cuộc trao đổi diễn ra sau khi mà nghị sĩ đảng bảo thủ Richard Thomas bị đuổi ra khỏi phòng vì coi thường chỉ thị của chủ tịch Hạ viện, người mà bà gọi là đáng hổ thẹn. Và ngay trước khi những sự kiện diễn ra,
Thủ tướng Trudeau cũng đã cáo buộc ông Bolivar liên kết với những kẻ cực đoan cực hữu và nói rằng một người làm như vậy là không phù hợp để làm thủ tướng. Tiếp đến, thưa quý vị, trong tình hình căng thẳng về kinh tế, đặc biệt là việc sở hữu nhà hiện nay tại Canada, một bài viết có tựa đề là quý vị có cần sở hữu một ngôi nhà để trở nên giàu có ở Canada hay không? Graham Isador đã nói rằng tôi cảm thấy rất kỳ lạ khi mà nghĩ mình là một trong những người may mắn trong thị trường nhà đất nổi tiếng là giá cả phải chăng ở Toronto. Nhà văn tự do 35 tuổi này là người đi thuê nhà và chỉ trả dưới 2.000 đô cho một căn hộ 2 phòng ngủ ở trung tâm của thành phố. Isador đã nói rằng mức giá này thấp hơn nhiều so với mức giá thị trường mà bạn bè của anh trong khu vực đang phải trả, và đó là một căn nhà tương đối phải chăng, nhưng mà nó cũng đã trở thành một thứ giống như là một chiếc còng tay vàng. Isador cho biết rằng anh chỉ có thể giữ được mức giá thuê ổn định vì anh đã ở cùng căn nhà này trong 6 năm qua, nhưng mà việc tự mình đã trả tiền cho căn hộ đó đã tiêu tốn một phần khá lớn trong chi phí hàng tháng của anh. Và viễn cảnh phải chuyển đi và có thể thấy những khoản thanh toán đó sẽ tăng vọt hàng trăm đô khiến anh cảm thấy rất sợ hãi. Và điều lớn nhất đặc trưng cho mối quan hệ của tôi với việc thuê nhà chỉ là lo lắng rằng những gì mà tôi có hiện tại sẽ không tồn tại mãi mãi hoặc có thể biến mất. Nỗi lo lắng đó xuất hiện khi một cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt dường như là ngày càng ảm đạm hơn đối với giới trẻ Canada, khi mà hàng tạp hóa và nhà ở trở nên đắt đỏ hơn trong năm qua. Và cuộc thăm dò gần đây, thưa quý vị, đã được thực hiện đã cho thấy rằng, mặc dù việc sở hữu một ngôi nhà dường như là nằm ngoài tầm với nhiều người Canada, và nhiều người lại cảm thấy đó là một điều quan trọng đối với sự an toàn tài chính của họ trong tương lai. Và theo cuộc thăm dò đã được công bố, thì 71% số người được hỏi cho biết rằng họ cảm thấy có thể an toàn về mặt tài chính mà không cần sở hữu nhà. Nhưng mà con số đó đã giảm 9 điểm phần trăm so với cuộc thăm dò trước đó vào tháng 3 năm 2023. Khoảng 72% người không sở hữu nhà cho biết rằng họ đã từ bỏ khả năng và ước mơ mua nhà, trong khi 80% cho biết quyền sở hữu nhà hiện là một đặc quyền chỉ dành cho người giàu mà thôi. Isador nói rằng mặc dù một ngày nào đó anh muốn mua một căn nhà và anh ấy có thể dành dùm tiền tiết kiệm hàng tháng, nhưng mà số tiền anh ấy cần để trả trước tại thành phố Toronto không bắt đầu có thể đạt tới. Tôi rất biết ơn khi mà được ở trong căn hộ như thế này, nhưng mà tôi cũng đã đóng góp một số tiền đáng kể vào vốn sở hữu của ngôi nhà này. Đây không phải là thứ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của tôi. Giám đốc điều hành của Objective Financial Partners đã cho biết ý tưởng sở hữu một ngôi nhà và trả tiền thế chấp để xây dựng vốn sở hữu là một chiến lược phổ biến đối với những người Canada muốn tăng cường sự giàu có của mình. Theo cách đó, việc mua nhà có thể sẽ hoạt động như một công cụ tiết kiệm bắt buộc, trong khi người thuê nhà phải thận trọng hơn trong việc bỏ thêm tiền hàng tháng ngoài tiền thuê nhà của mình. Nhưng chuyên gia này cũng không đồng ý rằng việc mà sống như một người thuê nhà ít khả thi về mặt tài chính hơn so với việc sở hữu một ngôi nhà chỉ vì những khoản thanh toán tiền thuê nhà hàng tháng đó đi vào khoản tiết kiệm của chính cá nhân. Tôi thực sự nghĩ rằng trong một số trường hợp thì người thuê nhà, đặc biệt là nếu như họ siêng năng tiết kiệm, thì có thể vượt lên trước chủ nhà lâu dài về mặt tài chính. Sở hữu nhà đi kèm với rất nhiều chi phí bất ngờ, và những khuynh hướng gần đây trong những cuộc thảo luận xung quanh về quyền sở hữu nhà vì giá trị bất động sản cũng đã tăng mạnh trong 2 thập kỷ qua. Nhưng ông cảnh báo rằng, nhìn từ góc độ lịch sử rộng hơn về thị trường nhà ở trong và ngoài Canada, giá nhà có xu hướng tăng theo mức lương, một xu hướng mà giá trị nội địa phần lớn đã vượt xa trong những thập kỷ gần đây. Và ông lập luận rằng, đơn giản là không có gì bảo đảm rằng giá nhà sẽ tiếp tục tăng giá không suy giảm trong những năm tới. Điều này làm tăng thêm rủi ro cho những chủ sở hữu nhà đang dựa vào giá trị tài sản tăng lên để phát triển sự giàu có của mình. Thay vì dựa vào vốn sở hữu, từ quyền sở hữu nhà, thì các chuyên gia khuyên nên coi giá trị ngôi nhà tăng lên như một nước sốt hàng đầu trong chiến lược xây dựng tài sản và dựa vào những khoản tiết kiệm và đầu tư khác để có thể tài trợ cho phần lớn kế hoạch nghỉ hưu của mình. Và tôi nghĩ, nếu như quý vị nhìn sự việc theo cách đó, thì tôi nghĩ bạn có thể sẽ có tâm trạng tốt hơn. Nhiều khách hàng lại chọn trở thành người thuê nhà sau khi mà bán bớt căn nhà của gia đình mình, giữ lại số tiền bán được hoặc là tái đầu tư và tận hưởng chi phí hàng tháng thấp hơn thường đi kèm với lối sống của người thuê nhà.
Một số người Canada, thưa quý vị, hiện đang thuê nhà nhưng mà mong muốn mua nhà có thể sẽ đánh giá thấp chi phí đi kèm với việc sở hữu nhà. Lưu ý rằng, bảo hiểm nhà, thuế tài sản, sửa chữa và bảo trì đều trở thành chi phí thường xuyên cộng với khoản thế chấp. Và điều này có thể sẽ đẩy cho chi phí hàng tháng của những người sở hữu nhà vượt xa chi phí của những người mà đi thuê. Và đối với chủ nhà, điều đó có thể đánh dấu một chi phí cơ hội. Số tiền dùng để bảo trì một ngôi nhà mà lẽ ra có thể được đưa vào đầu tư và thu lại lợi nhuận cao hơn. Và quay trở lại câu chuyện của Asaro, anh đồng ý rằng nếu như bây giờ anh ấy có một khoản thế chấp, anh ấy có thể sẽ phải trả nhiều tiền hơn mỗi tháng. Và chưa kể đến việc mà mua một căn hộ nhỏ hơn ở một khu vực kém hấp dẫn hơn của thành phố. Nhưng mà với tư cách là người thuê nhà trong nửa cuộc đời, anh ấy nói rằng chỉ khoảng 5 năm trở lại đây, anh ấy mới đạt đến mức còn dư tiền vào cuối tháng để có thể tiết kiệm dài hạn. Và việc biết cách làm giàu với tư cách là người thuê nhà không phải lúc nào cũng đơn giản đối với những ông chủ nhà. Và điều đó có nghĩa là nếu như cố gắng điều hướng các thị trường mà tôi không thực sự hiểu rõ, phức tạp hơn việc chỉ bỏ tiền vào một ngôi nhà mỗi tháng. Và đối với những người mà thuê nhà có tiền để tiết kiệm, thì Health and Smart cho biết rằng có rất nhiều chiến lược để làm giàu bên ngoài thị trường nhà ở. Tôi nghĩ nếu như ai đó là người tiết kiệm có kỷ luật thì bằng mọi cách họ có thể trở thành một người thuê nhà giàu có. Nếu như không có khoản tiết kiệm bắt buộc khi sở hữu nhà thì những người thuê nhà phải nhất quán về việc tiết kiệm mỗi tháng và cần phải chọn một phương tiện đầu tư phù hợp cho mình. Người Canada có thể mở kế hoạch hưu trí, tiết kiệm hưu trí là RRSP để được hưởng lợi từ việc hoãn thuế thu nhập đối với những khoản đóng góp, điều mà các chuyên gia cho rằng là một lý tưởng cho những cá nhân hiện có thu nhập cao. Hoặc là tài khoản tiết kiệm miễn thuế TFSA là một lựa chọn khác để có thể che chở cho những khoản đầu tư khỏi thuế khi mà rút tiền. Và điều này phù hợp nhất với những cá nhân mới bắt đầu sự nghiệp, những người nhận được ít lợi ích hơn từ việc hoãn thuế thu nhập. Và tài khoản tiết kiệm mua nhà lần đầu, FHSA mới, cũng cho phép người Canada tiết kiệm và đầu tư miễn thuế khi mà mua bất động sản đầu tiên, không chỉ dành cho những người sở hữu nhà tương lai, mà chương trình này cho phép đóng góp 8.000 đô được khấu trừ thuế hàng năm, cũng được miễn thuế khi mà rút tiền khi mà chuyển sang khoản thanh toán trả trước, tối đa là 40.000 đô trong suốt cuộc đời. Nếu sau 15 năm tiết kiệm, một cá nhân không sử dụng tiền ở trong FHSA có thể mua nhà thì tài khoản đó phải bị đóng và số tiền đó có thể được chuyển vào RRSP như một chiến lược cửa sau để tối đa hóa khả năng đóng góp trong tài khoản của mình. Và ngay cả khi ai đó có khả năng không bao giờ mua nhà, thì tài khoản tiết kiệm mua nhà đầu tiên mới có thể có một vị trí trong chiến lược tiết kiệm của mình. Nhưng mà việc quý vị làm gì với số tiền đó khi mà nó đã có trong tài khoản, đã ghi danh cũng là rất quan trọng. Ví dụ như thị trường trái phiếu, tài khoản tiết kiệm lãi suất cao và những sản phẩm có thu nhập cố định như là chứng chỉ đầu tư được bảo đảm phù hợp với những nhà đầu tư hoặc là cá nhân thận trọng hơn với khung thời gian đầu tư ngắn hơn. Nhưng các chuyên gia nói rằng, đặc biệt là đối với những người Canada trẻ tuổi, những người có thời gian dài hơn để có thể xây dựng sự giàu có của mình, việc mà chấp nhận một số rủi ro cao hơn trên thị trường chứng khoán là một chiến lược quan trọng. Nói riêng về thị trường chứng khoán có thể đáng sợ khi mà xem xét theo từng năm hoặc là theo từng cổ phiếu. Nhưng trong bài phân tích này, chuyên gia lưu ý sự biến động sẽ giảm dần trong thời gian dài hơn và các chỉ số như là S&P 500 có xu hướng sẽ tăng trưởng trong dài hạn. Điều đó không có nghĩa là người thuê nhà phải đảm nhận những vị trí rủi ro nhất định để kiếm tiền, nhưng mà việc dành hết số tiền sẵn có để bắt đầu tham gia thị trường nhà ở và bổ sung một hoặc là hai cổ phiếu trả cổ tức bằng một hoặc là hai tên tuổi công nghệ cao nổi tiếng sẽ tạo nên một danh mục đầu tư đa dạng cho quý vị và có thể mang lại một lợi nhuận cho những người thuê nhà trong dài hạn. Và việc mà xã hội tập trung vào việc đạt được quyền sở hữu nhà hiện nay là một dấu hiệu thành công về mặt tài chính, có lẽ là sai lầm. Đúng là chủ nhà có được sự an tâm khi mà sở hữu tài sản của mình, trong khi người thuê nhà thì luôn phải đối mặt với việc cải tạo, trục xuất hoặc là những quyết định khác của chủ nhà có thể ảnh hưởng hoàn cảnh sống của mình. Nhưng mà với lãi suất cao ngày nay đã đẩy chi phí về thế chấp cao hơn, những bất ngờ về việc sửa chữa đột ngột và những biến động khác trên thị trường sở hữu. Tóm lại, trong bài phân tích thì các chuyên gia cho rằng chủ nhà không có gì bảo đảm rằng tài chính của họ sẽ ổn định hơn người thuê nhà trong một năm nhất định. Không phải là thứ phù hợp cho tất cả, mà việc thuê
hoặc là quý vị phải luôn sở hữu, hoặc là một căn nhà khoản đầu tư tồi tệ. Quý vị cần phải xem xét chi tiết cụ thể của mình trong từng tình huống, và ở một số thị trường nhất định và trong những tình huống nhất định, đó thực chất là thị trường của người đi thuê. Và quý vị, những khán giả của Tin Người Việt Canada với rất nhiều kinh nghiệm của mình có thể đưa ra quan điểm về việc nên mua nhà hay là nên thuê nhà cho các bạn trẻ Canada hiện nay. Mời quý vị chia sẻ cùng bản tin Julie. Rất cảm ơn quý vị và cảm ơn quý vị một lần nữa đã dành thời gian theo dõi bản tin, và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.